đi vệ sinh, rồi sau đó em dắt nhà mình vào bên trong. Thì chi tiết vào bên trong như thế nào đó thì thôi bây giờ tới cái sơ đồ đi nha, rồi em sẽ chia sẻ cho nhà mình dễ nắm. Rồi thứ hai nữa là nhà mình ơi, nhớ trang bị giùm em là dù, nón, mắt kính, tại vì nhà mình sẽ biết đi ra cái mũi đất này thì nó sẽ không có cái cây nào hết trơn á, nó rất là nắng nha cả nhà mình. Và chú ý là điện thoại á, nếu mà những tấm hình nào không quan trọng có bớt đi để đi ra ngoài mới có chỗ để chụp nữa nha, mới còn không gian trống mới chụp nữa chứ. Hồi nãy hỏi sao thì nghe nói nhiều người nói là hết rồi, đầy luôn rồi, hàng máy nó đầy luôn rồi không có chụp được nữa. Và đây là một cái nơi cũng có thể nói là giữ lại một cái công viên địa chất mà được người Đài Loan coi như là cũng khá là trân quý. Và nhà mình ơi, à, cái hình ảnh mà tiêu biểu nhất cho Dạ Liễu đó là cái đầu đá nữ hoàng. Thì chút xíu nữa thì cái đầu đá nữ hoàng gia đình mình có thể là không giới hạn cho cái sự tưởng tượng. Tại vì tất cả những cái hình thù, những cái hình ảnh mà nhà mình bắt gặp được á, là trên cái đoạn đường mình đi ra đó có rất là nhiều những cái hình ảnh mà từ những cái hòn đá nó có giống bờ biển. Và cái công viên này nó nằm ở dưới lòng đất, dưới lòng biển, và rất là nhiều năm nó sau những cái trận mà coi như động đất, núi lửa, rồi theo cái sự mà thay đổi của thiên nhiên thì cái công viên này nó đã là coi như là gì, nó trồi lên trên mặt đất và nó để lại rất là nhiều những cái hình ảnh là ngộ nghĩnh, chẳng hạn như là một đồng đá nữ hoàng, đá voi nha, đá chim ưng hay đá đùi gà, đá nấm, nói chung là có rất là nhiều. Thì chút xíu nữa vào bên trong thì nó có cái sơ đồ này em chỉ với nhà mình đi. Và em cũng xin chia sẻ với các anh chị ha, nếu các anh chị muốn biết được rằng những cái địa điểm đó nó nằm vị trí nào thì bắt buộc các anh chị phải đi theo em, thì các anh chị mới biết được rằng cái vị trí nào là hòn đá nào. Rồi sau đó em để dành cái thời gian cho gia đình mình sẽ đi chụp hình. Và đây là cái thông tin mà thường xuyên em chia sẻ, thì sau khi các anh chị nghe xong rồi thì các anh chị vẫn đi theo lấy thói quen. Nhưng mà cũng không sao, nếu các anh chị đi theo vậy thì các anh chị sẽ không tìm được cái điểm mà gọi là điểm nhấn của nó, mà các anh chị chỉ chụp được là cái bờ biển thôi. Còn nếu mà muốn biết được tất cả những cái địa điểm đó xong thì em dành cái thời gian tự do, thì các anh chị sẽ sử dụng cái thời gian tự do của mình để chụp những cái vị trí mà các anh chị ưng ý nhất nha. Còn phía từ bên ngoài mới bước đi vào bên trong, thấy cái bãi biển, thấy cái bờ biển xanh quá, đẹp quá, rồi cứ đứng mà quay đó mà chụp miết, rồi xong một hồi em đã đi thẳng vào bên trong. Tại vì các anh chị cũng biết đó, mỗi một người cái nhu cầu chụp hình không ai giống ai hết. Có người thì ở đây là 5 phút, có người kia 3 phút, thì em không thể nào em chờ để đi một lượt hết á, mà chỉ bằng là em là em sẽ chỉ hết tất cả những cái địa điểm cho các anh chị. Thì các anh chị biết nó nằm ở đâu rồi, thì các anh chị muốn chụp ở với nó lâu hơn một chút thì các anh chị hãy sử dụng trong cái khoảng thời gian mà em đã dành lại cho các anh chị đó, thì các anh chị chụp nha cả nhà mình nha. Tại vì em đi rất là nhiều đoàn rồi, không phải riêng một đoàn, mà ai trở ra cũng nói chị, em không có biết cái đầu đá nữ hoàng ở đâu. Thì trong cái quá trình em đi, các anh chị có đi theo em đâu, các anh chị mới đi được có khoảng 10-15 mét là các anh chị đã dừng lại, các anh chị ảo hết luôn cái khu vực đó, là cả 10-15 phút sau các anh chị mới di chuyển, thì làm sao mà em chờ được. Và không phải chỉ có một cái vị trí đó mà nó còn nhiều vị trí lắm, thì mỗi một cái vị trí mà các anh chị dừng lại 10 phút là coi như là tới giờ tập trung luôn rồi nha. Em chia sẻ thật tình, xin các anh chị cũng quan hỷ cho em, tại vì tới khi trở ra là luôn luôn là rất hướng dẫn là tại sao không chỉ là những cái địa điểm đó ở đâu. Em nói không phải, nhưng mà các anh chị phải đi theo em một lượt hết đi, rồi em chỉ hết xong xuôi rồi đó, là còn dư lại thời gian tự do thì các anh chị là vô tư thoải mái các anh chị chụp nha cả nhà mình ha. Rồi đồng ý cho em chạm vào tay đi nha cả nhà mình. Em muốn cho các anh chị có những cái hình ảnh mà gọi là cái điểm nhấn của cái vị trí, cái địa điểm tham quan đó, nhưng mà nhiều khi các anh chị sẽ là quên mất đi, là gì là bước xuống thì coi như là thấy nó đẹp rồi, cho nên là đã chụp ha. Rồi nhà mình cũng sẽ là nhìn thấy, như lời em đã chia sẻ, bờ biển của Đài Loan là chỉ là gần đá nha cả nhà mình, nó không thể nào là một cái bãi cát trắng mà như ở Việt Nam mình được, cho nên đây là cái sự thiệt thòi cho người dân Đài Loan, có nghĩa là ở biển nhưng lại không được đi tắm biển, đó là cái sự thiệt thòi.
sẽ nhìn thấy biển của Đài Loan là hôm nay là quá xanh đó cả nhà mình. Dạ bình thường thì em đi thì nơi này thì vẫn thế, nhưng có điều là không có được là cái nắng mà nó được trong trẻo như thế này. Thông thường tụi em ra đi đây là gì, mưa rất là thường xuyên, cho nên là gì, chụp không được cái màu xanh của biển như thế này. Cho nên là hôm nay gia đình mình là phải nói là quá thuận lợi rồi. Ở đây là những cái cột đá này thì nhà mình sẽ chú ý là nó sẽ giảm bớt đi khi những cái trận mà sóng, và đặc biệt là những lúc mà bị bão cả nhà mình ha, thì những cái đó thì nó sẽ giảm đi cái vấn đề là áp lực của từ cái sóng biển bên ngoài. Tại vì nhà mình sẽ thấy ở đây thuyền câu mực rất là nhiều, và nhà mình cũng sẽ chú ý là chính phủ Đài Loan họ sẽ xây những cái thành bên ngoài để gọi là bảo vệ, tại vì bão thường xuyên lắm, bão rất là thường xuyên khu vực này là tàu. Các bạn bây giờ thì mình cùng với lại các bạn review một chút xíu về cái địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Đài Loan, đó là công viên Gia Liễu. Và một cái công viên mà nằm trong cái điểm tham quan du lịch hết sức độc đáo tại Đài Loan. Đây là cái nơi cách thành phố Đài Bắc khoảng gần 30 km, thì chúng ta đi khoảng 1 tiếng đồng hồ để chúng ta di chuyển ra cái công viên này. Và chúng ta sẽ đi bộ khoảng hơn 1 km để chúng ta tham quan những cái cảnh đẹp tuyệt vời tại cái công viên Gia Liễu này. Theo hướng dẫn viên địa phương thì đã nói rằng là tại cái công viên này thì ngày xưa thì nước biển đã dâng trào ở đây, và khi mà nó rút đi rồi nó để lại những cái nhu đá hình thành ra rất là nhiều những cái hình hài của chúng ta tưởng tượng, ví dụ như là công nương, hay là những con thú, con vật, hay là con điểu, rất là nhiều những cái con mà nó được ở đây. Và chúng ta sẽ vào và chúng ta review. Hôm nay thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều đoàn tham quan du lịch cùng với lại du lịch chiêu tour đã đến. Công viên này thì nằm ở gần với bến cảng ha. Dạ, cũng gần biển luôn. Đây là đường lên công viên các bạn. Tại đây thì chúng ta có thể gặp rất là nhiều đoàn nước ngoài khác nhau. Đơn giản là nhận biết đang là đoàn Hàn Quốc nha, đến từ Korea ha. Hanan CIO. Đó. Người tham quan ở đây thì khoảng 120 tệ. Đó. Tương đương với 100.000 đồng, còn trẻ em là 60.000 đồng, trẻ em là khoảng 50.000 đồng ha. Các anh chị, chúng ta sẽ được lên sóng truyền hình VTV3 và kênh Như Lộc Thị Nghè trong cái buổi tối ngày hôm nay khi về Việt Nam di chuyển. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ em chia sẻ một cách nha nhà mình. Nhà mình ơi, ở đây sẽ có 3 khu. Khu 1, khu 2, khu 3. Nhưng gia đình mình chỉ có thể là được đi tham quan từ khu 1 cho đến khu 2 thôi. Khu 3 là hoàn toàn bây giờ là cấm. Tại vì sao? Thứ nhất, sức khỏe an toàn. Cho nên là gia đình mình sẽ di chuyển từ khu 1 cho đến khu 2 thôi. Và như em đã chia sẻ, đây là một cái công viên mà nó đã có mấy triệu năm. Và theo là ước tính là người ta nói đây là một cái, nó nằm dưới lòng biển. Nó đã được trồi lên sau những cái cuộc mà gọi là gì? Mưa, phong, bão, táo, thiên tai như gì đó. Và những trận động đất cho nên nó đẩy lên. Cho nên nó còn lại rất là nhiều những cái thành hồn nó rất lạ. Nhưng mà đây là một cái nơi mà có thể nó là rất là thú cho mọi người. Tại sao không giới hạn cái vấn đề gọi là tưởng tượng. Nhớ nha cả nhà mình, ra ngoài đó mà người này thấy con voi thì người kia thấy con hà mã, cũng đừng cãi nhau.
đừng vì như vậy mà mất lòng đồng đội đồng nghiệp rồi về đó lại giận thờ nhau nha. Tưởng tượng là không ai tưởng tượng nó giống cái gì hết nha. Rồi, và như em đã chia sẻ, hình ảnh đặc trưng nhất cho cái khu vực Giá Liễu này đó là đầu đá Nữ Hoàng. Về nhà mình dớ cái đầu đá Nữ Hoàng là hiện tại bây giờ khu vực ở gần cái cổ á, nó đã mòn đi rất là nhiều. Và người ta ước tính là khoảng chừng 10 năm nữa thôi thì có thể là sẽ gãy luôn. Nếu như mà cứ bão thường xuyên như vậy, gió cát đó, nó làm ảnh hưởng rất là nhiều. Và nhà mình nhớ không được tới ôm cổ Nữ Hoàng, phạt nặng lắm á, ít nhất là phải 1 triệu, 2 triệu đại tệ nha. Còn nếu mà cầm cái gì mà vặt vật gì mà sắc nhỏ bé á, hứa ngày một cái là 5 triệu đại tệ nha, để nhà mình nhớ nghe nha. Rồi, gia đình mình ơi, ở đây nó có sẽ những cái, có thể là gia đình mình sẽ không xem được hết tất cả các thực vật, những cái hòn đá, những cái tảng đá mà nó có những cái hình thù kỳ lạ. Nhưng em sẽ là đưa cho gia đình mình một số cái hình ảnh mà gọi là tượng trưng đặc trưng nhất để cho gia đình mình biết là nó như thế nào, thì vị trí nó nằm ở đâu em sẽ dắt. Nhưng bên cạnh đó, nhà mình có thể là sao nhìn từ trên những cái hình này, ví dụ như đây, ở đây nó cũng ứng số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó ha, thì nhà mình thấy nó sẽ ứng theo cái hình ảnh của nó. Thì em sẽ dắt nhà mình ra để xem. Thứ nhất, ví dụ như đá nấm nè, nhà mình biết vị trí nào nè, đá bản đồ Đài Loan nè, đá địa cầu nè, đá Hài Tiên nè, nó nằm ở đâu? Nhà mình thấy không? Nó giống y như chiếc giày với chiếc cuốc của mình vậy á. Cho nên là tất cả những vị trí này, nếu các anh chị mà đi tự do thì cũng được, nhưng các anh chị đi với em thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi thôi, bây giờ như thế này, 1:35, đúng 2:45 gia đình mình sẽ có mặt ngoài xe luôn. Nhà mình nhớ xe đậu đâu không? Không. Nếu không nhớ thì thôi đậu ở tập trung ở đây giùm em. Đúng rồi. Hôm nay là nhà mình không trễ được nha, tại mình còn ra sân bay. Hôm nay nhớ là mình đi ra sân bay chứ không phải là về khách sạn. Cho nên là trễ là các anh chị là em không thể nào chờ. Anh Nhân đi nhanh nhớ. Xin chào. Ủa, bé hay quá, bấm cái qua đi. Quá đẹp luôn. Wow. Đấy, cho mình chiếu ta sẽ gặp Nữ Hoàng.
khi mà nước biển cách đây hơn vài triệu năm về trước thì nước biển nó đã rút đi, và cái những cái nham này thì chúng ta có thể nhìn thấy giống như là nham núi lửa đó các bạn ha, nham thạch đấy, nó hình thành như vậy. Trong quá trình mà trong cái việc động đất thì nó tạo ra những cái đã nén nha mọi người.
Thank you.